Mới tìm hiểu em quay à, mấy thầy hay nói và từ đó mình chiêm nghiệm ra mình thấy rất là đúng à, tức là à, và mình phải nhắc lại một cái nữa là cái triết lý kinh doanh của tập đoàn em quay à, hồi xưa á, hoặc là bây giờ đi các anh chị mới nghe OBB mới nghe qua cơ hội kinh doanh thì khi mà mình nghe OBB mình tới cái phần mà giới thiệu về em quay thì thường các cái upline của mình người những người mà giới thiệu cơ hội kinh doanh cho mình họ hay chia sẻ là em quay là cái triết lý kinh doanh của hai nhà đồng sáng lập á thứ nhất là em quay là tạo ra những cái sản phẩm chất lượng tốt để mà có thể à, giúp cho cái, cái người mà sử dụng sản phẩm mà, cái, -t -t Perfect, tốt không, sản phẩm tốt để người dùng và mình còn có thể kinh doanh nữa để nhà phân phối có thể kinh doanh và thứ hai là em quay đem lại cơ hội kinh doanh cho tất cả mọi người không phân biệt trình độ bằng cấp, không phân biệt màu da, giới tính, không phân biệt sức thân, không phân biệt tuổi tác. Bất kỳ ai nếu muốn làm chủ, nếu muốn kinh doanh thì đều có thể bắt đầu với cái kinh doanh này. Một người mới khi mà tìm hiểu em quay á, mình nghe cái câu này nó giống như là cái lời nói nó thoảng qua lỗ tai mình thôi. Mình sẽ không có ngẫm nghĩ, mình không có suy nghĩ gì nhiều đâu nhưng mà nếu mà mình cho mình một cái cơ hội đi tìm hiểu tiếp tục tìm hiểu em quay và nếu mà mình hiểu được cái giá trị em quay thì một ngày nào đó mình sẽ thấy cái cái triết lý này nó nó cực kỳ là giá trị nó cực kỳ là tuyệt vời mà mình thực sự là biết ơn tại vì một cái người một một cái tập đoàn mà họ làm ra những cái sản phẩm tốt thì họ có thể kinh doanh bằng bất kỳ hình thức nào cũng được nhưng mà lựa chọn rằng những cái sản phẩm tuyệt vời này mà cái hình thức kinh doanh của nó là dành cho tất cả mọi người bất kỳ ai đều có thể kinh doanh được như vậy thì mình quan sát thấy mình thấy là những người mà làm em quay mà thành công thì nhất định là những người đó phải có được cái tinh thần có cái cách nghĩ của một cái người làm chủ thì người làm chủ không nhất thiết phải xuất thân là một ông chủ này ông chủ kia thì làm em quay thành công có rất nhiều người chủ chưa chắc làm em quay thành công nha các anh chị đó nhưng mà ai sẽ làm em quay thành công, thì mình thấy rằng là cái quan niệm, cái cái suy nghĩ thực ra những người chủ đó họ có thể thành công trong cái công việc khác nếu họ lựa chọn điều đó, nếu họ lựa chọn em quay và họ làm em quay với cái cách nghĩ của một cái người làm chủ thì nhất định họ có thể thành công. Nhưng mà bởi vì em quay là cơ hội dành cho mọi người mà, cho nên là uh, như Châu nè, hay là chị Bình này, hay là Vũ nè, hay là uh, rất là nhiều người khác uh, xuất thân, cái xuất phát điểm của mình không phải là những người mà giỏi buôn bán hoặc là chuyên kinh doanh làm một cái chủ doanh nghiệp nào đó nhưng mà có thể mình chỉ là những cái người mà đi làm công ăn lương hoặc là mình là ai bây giờ không cần biết nhưng mà mình có cái tư tưởng của cái người làm chủ có thể có người làm công nhưng có cái tư tưởng của người làm chủ tại sao ngày xưa em đi ví dụ như cái chị không biết là chị có hiểu lầm hay không nhưng mà nếu mà em đi làm ở cái quán bar mà em sưu tầm em em giữ được em có được một cái danh sách những cái khách hàng để mà em có thể à, chăm sóc em có thể phục vụ Và cho tới khi em nghĩ thì cái đó nó không còn nữa nhưng cái mà cái việc mà em lưu tâm tới cái chuyện mà à, giữ những cái danh sách của khách hàng đó để mà biết ý của từng khách hàng để mà phục vụ như vậy đó là cái suy nghĩ của một cái người làm chủ thật sự đúng không ạ thì cái người mà đó đã có cái tư tưởng làm chủ thì làm cái gì nếu mà mình đã lựa chọn mình quyết định thành công thì mình có thể làm được cho nên là hôm nay cái chủ đề mà cho chia sẻ với mọi người là à, quan niệm dành cho người mới đúng không? cái quan niệm dành cho người mới là ok mình chia sẻ cho người mới tham gia muốn thành công thì cách nghĩ thế nào là đúng nhưng mà với cái người mà làm lao năm kể cả với chị luôn, à, chị cũng là à, cho ví dụ với Châu đi nữa thì à, khi mà mình cái này nó cũng là áp dụng với mình lúc nào nó cũng là đúng lúc nào nó cũng là cả cái mà mình cũng phải tự nhắc nhở mình và đôi khi ví dụ mình đi học ở những các thầy à, từ thậm chí là crown ambassador thì các thầy cũng cũng chia sẻ cho tất cả mọi người thì cũng là từ những cái quan niệm cái cách nghĩ như thế này cho nên là à, cái quan niệm cho người mới cái điều đầu tiên quan trọng nhất chính là cái cách nghĩ của một cái người làm chủ em quay là công việc kinh doanh của người làm chủ ở em quay không ai thuê mình làm thuê hết á không có à, không phải là công việc mà à, giống như mình làm thêm ngoài giờ mà à, mình phục vụ ở quán cà phê quán bar một tiếng được mấy chục ngàn mấy trăm ngàn rồi ví dụ mình làm em quay mình đi bảo trợ năm người thì có ai đó trả tiền cho mình không có em quay là công việc kinh doanh của người làm chủ mà đã làm chủ thì doanh số thu nhập nó dựa trên cái 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 sự bỏ ra của mình đúng không ạ À, cho nên là ví dụ như các anh chị để ý người làm em quay á người mới họ không biết họ hay hỏi là lương mình tháng này nhiêu à, chị làm em quay tới nay là lương bao nhiêu các anh chị biết không khi từ khi mà cháu hiểu em quay á, là cháu cực kỳ ghét cái chữ lương đúng mình đã từng là cái người làm công ăn lương mình rất là biết ơn ông chủ mỗi tháng trả lương cho mình để sống nhưng khi mà mình đã lựa chọn cái kinh doanh em quay này các chị biết không cháu cho cực kỳ dị ứng với cái chữ lương tại vì sao lương nó cố định lương nó cố định nhưng mà em quay là mình gọi là thu nhập. Đúng không ạ? À? Là cái thu nhập của mình nó dựa vào cái cái nỗ lực của mình và của cái hệ thống mà mình xây dựng. Cho nên thu nhập thì có thể nó không có ổn định. Nó có thể nhiều, nó có thể ít, nó có thể lên, nó có thể xuống. Nhưng mà cái điều đó nó rất là tuyệt vời. Chứ nó không phải là một cái sự cố định cho không thích sự cố định. Nếu các anh chị thích sự cố định các anh chị hãy đi làm công ăn lương và à, nếu mà các chị may mắn đang có một công việc làm công ăn lương thì làm thêm em quay á thì hãy coi rằng lương là cái mà các chị có thu nhập cố định rồi nhưng mà ở em quay thì các chị tìm kiếm một cái công việc kinh doanh mà ở đó mình làm chủ, bắt đầu mình xây dựng cái kinh doanh này. Nó không hề có một cái sự rủi ro nào hết. À, và thu nhập của mình có thể ban đầu nó không nhiều. Nó có thể từ 10% tiền CSI thôi, nó có thể có 3% thôi, nó có thể có 6% thôi. Nhưng đó là cái thành quả của cái 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 sự nghiệp, cái kinh doanh mà các chị đã bắt đầu kinh doanh. À, cho nên là um, em quay thực sự là công việc kinh doanh của người làm chủ, vì mình làm chủ. Cho nên á, à, cái thành công hay là cái thất bại ở trong công việc này thì mình chính là người chịu trách nhiệm, không phải offline, không phải công ty, không phải tuyến dưới mình mà là mình. Mình sẽ là cái người chịu trách nhiệm về sự thành công hay thất bại này offline mình là cái người mà sau này người mà giới thiệu cơ hội kinh doanh cho các anh chị á người đó là sau này nếu mà các anh chị đã lựa chọn kinh doanh này và nỗ lực và thành công thì sau này các anh chị sẽ biết ơn cái người đó rất nhiều như bản thân châu bây giờ đó người giới thiệu cơ hội kinh doanh em quay cho châu là một bạn học đại học bạn giới thiệu mình xong mà thực ra cái ngày đó bạn cũng không phải là cái người dắt mình tới gặp offline nữa và bạn để chồng bạn đi bạn nói với mình nhưng bạn không đi bạn để chồng bạn đi và cuối cùng bạn không hề tới và bạn không hề làm em quay một ngày nhưng mà cho tới bây giờ mỗi lần mà mình đang trải nghiệm mình tận hưởng cái cuộc sống đó, thì mình nghĩ tới và mình biết ơn bạn tại cái góc là nó đến từ cái chỗ người bạn giới thiệu cơ hội kinh doanh cho mình đúng không ạ cho nên là em quay là công việc kinh doanh của người làm chủ và hãy nhớ một điều thành công hay thất bại là ở mình và thành công kinh doanh em quay cứ quy mô lớn hay nhỏ là nó ở mình chứ không phải ở. Cho nên cái việc của mình á, cái việc của một cái người làm chủ là cái gì ạ? Phải tìm hiểu, phải hiểu rõ cái công việc mà mình lựa chọn. Phải rành, phải giỏi. Các anh chị thấy không? À, ai mở quán cà phê mà không biết cách vận hành nó như thế nào, không biết cách pha chế ra làm sao, không biết làm cái gì với nó hết thì các anh chị mở ra thì trước sau gì cũng phá sản thôi. Nhưng cái người mà họ làm chủ thực sự thì họ phải là cái người hiểu rõ cái công việc của họ hơn ai hết, họ nỗ lực ở trong cái công việc đó nhiều hơn ai hết. Làm chủ không phải là chỉ tay năm ngón, kêu người khác làm, đúng không ạ? À? Các anh chị để ý coi, ai mà nói mở ra kinh doanh là để cho mình sai, mình thuê người khác làm cho mình, mình đã tiền thôi. Đó là chủ siêu giỏi rồi. Nếu mà đó thì cũng phải trải qua rất là nhiều thứ. Chứ không phải là ngay từ bắt đầu mà tự nhiên mà giỏi đúng không ạ? À, nhưng mà cho để ý thấy các anh chị hỏi coi. Những cái người mà kinh doanh thực sự thành công á. Các anh chị hỏi họ đó. Nhân viên với họ ai cực hơn? Người chủ thì ai là người nhận tiền trước? Ví dụ mình mở một cái nhà hàng, một cái... À, 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 cửa hàng mà mình có nhân viên trong coi à, một cái quán ăn hoặc là một cái quán cà phê chẳng hạn thì cuối tháng ai trả tiền trước nhân viên được tiền trước đúng không mình là bỏ tiền ra trước mình là bỏ tiền ra trước nhưng khi nào mình lấy được cái đồng tiền đầu tiên nổi trước khi mà mình thu được cái đồng doanh thu đầu tiên á, thì mình cũng đã bỏ ra bao nhiêu rồi mà cho tới khi bắt đầu mình có lợi nhuận á thì có phải nhân viên có trước không Khi nào thì mình có lợi nhuận chưa biết đúng không ạ cho nên là nếu mà mình tìm hiểu em quay mình 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 làm em quay mình đối xử với em quay mình nghĩ về em quay theo cái cách mà mình là một cái người làm chủ kinh doanh thật sự thì mới có thể có kết quả còn mình làm em quay mà mình nghĩ rằng là công việc này là của upline upline bảo trợ mình vô thì upline phải chịu trách nhiệm upline phải đi bảo trợ người cho mình upline phải mua đặt hàng dùm cho mình apply phải học giùm mình như vậy thì Upline sẽ là người thành công chứ không phải là mình đúng không ạ cho nên rằng là nhớ cái quan niệm đầu tiên của một cái người làm kinh doanh em quay đó là kinh doanh này mình làm chủ mình là cái người quyết định về cái sự thành công hay thất bại của mình mình là cái người quyết định quy mô kinh doanh của mình lớn hay nhỏ là ở mình như vậy thì em quay là một cái cơ hội kinh doanh không có giới hạn nghe cái chữ này người mới làm em quay nghe nó rất mơ hồ nhưng mà các anh chị từ từ tìm hiểu đi nếu mà các anh chị hiểu rồi thì tại sao người ta nói rằng em quay là kinh doanh không lớn giới hạn tại sao gọi là em quay là kinh doanh lớn tại sao mà em quay là cái kinh doanh mình có thể làm lâu dài làm bền vững có thể có sự đảm bảo tại sao những cái điều đó mình phải là cái người đi tìm kiếm câu trả lời bởi vì khi mà mình hiểu mình tin rồi mình mới làm được em quay các anh chị người ta nói là không khó làm nhưng mà khó tin một người mới vô em quay họ rất thích hỏi cái câu là làm sao để lên diamond làm em quay là làm cái gì thì khi mà upline nói với họ làm là như thế này 3S, 1M, em sử dụng sản phẩm đi, em bán hàng đi Thì họ không chịu làm Đi học đủ thứ cách để làm Nhưng cuối cùng là không chịu làm Bởi vì sao? Chưa trả lời xong cái câu hỏi là gì? Tại sao tôi làm? Kinh doanh này có thực sự là chủ hay không? À, thì mình phải trả lời trả lời được cái đã rồi mình mới có thể làm được cho nên á nhớ cái ý tưởng đầu tiên của các anh chị khi mà mình, mình lựa chọn mình kinh doanh này này là kinh doanh này là mình làm chủ nếu trong đầu mình suy nghĩ là mình làm máy thì offline mình cũng được thôi mình làm máy thì uh, công ty em quay cũng được lợi thôi chứ mình có cái chi đâu nếu mình nghĩ như vậy thì là mình chưa hiểu em quay đúng không ạ chừng nào mà các anh chị cảm thấy rằng hiểu được À, tìm hiểu phân tích nhờ upline hỏi nói chuyện bản thân mình tìm hiểu xong rồi các anh chị mới có thể thấy được rằng là khi mà mình cảm nhận được kinh doanh này là mình làm chủ mình muốn tới đâu là chuyện của mình Tại sao mà bạn khôi tin rằng là em có thể đạt được những ước mơ của mình thông qua cái cơ hội kinh doanh này có phải là em tìm hiểu rồi không Đúng và em biết được rằng là kinh doanh này là do em làm chủ cho nên là em quyết định là mình sẽ khởi động với nó thì một người nào ai cũng dễ trơn á bản thân Châu cũng vậy bản thân cho mới đầu ở trong em quay 10 tháng không phần trăm đi center mỗi tuần hai lần bản thân vẫn còn đang đi làm công việc nhưng mà buổi tối thôi ngoài giờ là mình rảnh rỗi mình đi tìm hiểu mình làm em quay 10 tháng trời đi center tìm hiểu không có bán hàng được nhiều và cũng chẳng bảo trợ được nhiều người nhưng mình có một cái niềm tin và cho tới khi bản thân mình sau khi tìm hiểu đủ, trải nghiệm đủ, bản thân mình tin vào sản phẩm, mình tin vào cái mô hình trả thưởng, mình tin tưởng vào cái chế độ trả thưởng của em quay. Cái, cái 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 cách thức, cái hình thức kinh doanh này và những cái giá trị mà em quay đem lại. Thì mình đưa ra một cái quyết định, nhất định mình sẽ là diamond trong vòng 3 năm. Khi mình đưa ra cái quyết định là mình là diamond trong vòng 3 năm, có nghĩa rằng mình sẽ quyết định rằng là gì? Mình sẽ làm chủ ở cái game này, mình sẽ làm chủ ở cái kinh doanh này và mình quyết định rằng là quy mô kinh doanh của mình trong 3 năm tới sẽ là đại mình. cho nên đó là lý do tại sao mà với một người mới tìm hiểu về cái việc là kinh doanh này là mình làm chủ nó rất là quan trọng vậy cái ý thứ nhất cái quan niệm cho người mới đầu tiên là gì các anh chị quên hết hồi nãy giờ cho nói gì quên hết đi nhớ một cái thôi kinh doanh này là mình làm chủ vậy thì thành hay bại là do mình quy mô lớn nhỏ là do mình quyết định nhớ cái câu đó đã rồi đi tìm câu trả lời đi tìm câu trả lời bằng cách nào cái thứ hai cái quan niệm thứ hai mà một người mới hoặc một người làm em quay cần phải biết cần phải mình hiểu rõ luôn hiểu thấu luôn đó là vì mình làm chủ cho nên mình phải có trách nhiệm đi học học hỏi các chị cái ý thứ hai cái quan niệm thứ hai là học hỏi mình phải có trách nhiệm học hỏi để phát triển đó vì mình chọn làm chủ rồi đúng không ví dụ như cho hồi xưa là tôi quyết định sau khi tìm hiểu rồi tôi quyết định tôi sẽ là diamond trong vòng 3 năm tới như vậy thì 3 năm tới lên diamond không thể nào mà với cái đầu trống rỗng kinh nghiệm không có gì mà có thể lên diamond được mà phải có kiến thức phải tìm hiểu xem thử rằng cái người mà họ muốn lên diamond thì họ phải làm cái gì những người đã lên diamond họ đã làm gì họ đã nghĩ gì hôm qua các anh chị nghe chị phúc chia sẻ nè Đúng không ạ? À? Và các anh chị bây giờ thậm chí có thể nghe rất là nhiều những cái câu chuyện những người liên cứ hỏi apply của mình thôi. À chìa khóa là các anh chị cứ hỏi apply của mình, apply của mình sẽ cung cấp những cái nguồn để các anh chị có thể học hỏi, có thể tìm hiểu. Đúng không ạ? À? Trách nhiệm của mình là phải học hỏi để tìm hiểu để mà phát triển cái công việc kinh doanh mà mình lựa chọn. Đó, đó là như vậy. Cho nên tại sao mình gọi là Em quay là cơ hội kinh doanh dành cho tất cả mọi người không phân biệt trình độ bằng cấp, không phân biệt giới tính, màu da. Tại sao? Nhiều người á, ví dụ như bây giờ á, mình đang là trình độ không có mà kêu mình đi làm nhân viên IT, mình làm nổi không? Không thể đúng không ạ? À? Hay là mình không biết gì về nghiệp vụ kế toán mà kêu mình đi làm kế toán là chắc chắn là không thể rồi. Nhưng ở em quay á cho dù mình là ai đi nữa thì mình cũng đều có cơ thể học lại từ đầu, à, mình có thể bắt đầu học, mình có thể bắt đầu học để bắt đầu vận hành cái kinh doanh của mình, để bắt đầu phát triển cái kinh doanh của mình. cho nên là cái học hỏi là cái quan trọng. À, um, được bao giờ cho mình biết rồi các anh chị, cái 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 câu mà sẽ giết cái người làm em quay à, không thành công được là bởi vì mình nghĩ là mình biết rồi, mình biết rồi thì mình sẽ không học nữa, biết rồi vậy làm được không? làm rồi có làm giỏi không? giỏi rồi có thành công chưa? đúng không ạ? À? cho nên là phải tiếp tục học, phải học. Học từ đâu? nghe băng đĩa, đọc sách, những cái cuốn sách mà offline mình hướng dẫn, học hỏi những cái chương trình từ từ công ty, à, cứ hỏi offline, offline kêu học ở đâu thì mình sẽ học ở đó. Và đặc biệt cái center của mình hàng tuần hai buổi các anh chị sẽ tham dự học để mà à, biết cái cách mình sẽ làm việc và mình phối hợp với đội nhóm với apply để mà mình phát triển công việc kinh doanh đó cho nên cái học là là quan trọng học cho có thể nói rõ thêm một chút xíu ví dụ như các anh chị học những thứ liên quan tới công ty ví dụ những cái thông tin về công ty apply khi mà OBB cho mình á, trình bày những cái thông tin như vậy chỉ qua một lượt thôi nghe thôi đã không kịp nhớ hết nữa chứ làm sao mà biết mà để đi phát triển kinh doanh được đúng không? cho nên là cái việc của mình sẽ là tìm hiểu à, mình xác thực lại mình tìm hiểu lại những cái thông tin về đối tác của mình em quay là ai công ty này họ kinh doanh những cái sản phẩm gì cách thức của họ kinh doanh là như thế nào mình sẽ tìm hiểu những cái thứ gì mà liên quan tới em quay à để mà làm đòi học hỏi những cái liên quan tới công việc ví dụ như là phương pháp làm thế nào để mà có thể bán được hàng làm thế nào để có thể tạo ra cái nhóm khách hàng của mình làm thế nào để mà có thể xây dựng được Còn đúng không rất là nhiều thứ mình có thể học học cách làm học cách nghĩ làm thế nào để có thể thành công đó là những cái mà chúng ta phải học đầu tiên các anh chị cứ nhớ thứ nhất là chủ thứ hai là phải học để phát triển cái công việc mà mình lựa chọn này đúng không? Rồi thứ ba cái 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 cái, cái quan niệm thứ ba mà mình cần phải nhớ đó là gì? Em quay là kinh doanh lâu dài, cho nên đừng có mơ là vô em quay là kiếm được tiền liền ăn sổi. à, tiền vô đốc nhanh lẹ gọn rút không có ha ở đây không có mấy cái đó, à, cho nên là đừng có nói rằng là ở trong em quay là vô là có tiền liền đó các anh chị thử làm gì mà có tiền liền thử coi. Không có đâu. Có nhanh thì rủi ro cũng cao, đúng không ạ? Cũng không có cái nào mà bền vững mà nhanh hết trơn á, à, nó cần thời gian, nó cần thời gian. Nhanh hay chậm nó cũng tùy người nhưng mà nó cần thời gian. Đúng không? Nếu mà mình quyết định mình tìm hiểu nhanh, mình làm nhanh thì nó sẽ càng thành công nhanh. Nhưng tối thiểu khi các anh chị lựa chọn kinh doanh này và quyết định làm thành công thì ít nhất mình phải cho mình thời gian 3 tới 5 năm ít nhất phải cho mình 3 tới 5 năm. Ngày xưa lúc mà cho mới tìm thì em quay thì mình đến với em quay bởi vì sản phẩm tốt nè, à, vì mình biết rằng là nếu mà thành công trong cái kinh doanh này thì mình sẽ có cuộc sống tốt và thầy nói với mình là làm 3 tới 5 năm, ít nhất là 3 tới 5 năm thì có thể đạt được cái vị trí là đại minh. Nhưng mà mình làm một tháng đầu tiên chưa thấy gì, hai tháng chưa thấy gì, ba tháng không thấy gì, bốn tháng cũng chưa thấy gì, năm tháng cũng chẳng thấy gì, sáu tháng cũng chưa thấy gì, bảy tháng cũng chưa thấy gì, Nói cái chữ 3 tới 5 năm, năm Nói cái miệng nó dễ à. Nhưng mà mỗi ngày Mỗi tuần Mỗi tháng nó trôi qua Đúng không? Cái cảm giác của mình là thấy nó lâu Đó Cho nên á Người làm em quay Ký thẻ nó dễ Vô em quay dễ à. Bữa nay không có tốn tiền Học 8 tiếng Ký cái thẻ miễn phí ha Là xong liền Cho nên bỏ em quay nó rất là dễ à. Mọi người nói là Tại sao tôi thấy người làm em quay bỏ quá chừng không phải là không làm được mà là vì bỏ cuộc sớm thôi đúng không các anh chị mà đã nói rồi mình phải xác định một điều là em quay là cái kinh doanh lâu dài đó thì mình cần có cái thời gian khi mà châu thấy cũng hồi đó là mình cũng biết là có làm được hay không tại vì offline nói mình là uh, dắt người tới gặp đưa người tới gặp offline offline hỗ trợ cho thì mình không có đưa tới người được mình không tìm ra người để đưa tới được mình có đi bảo trợ nhưng họ không tin mình thì tin nhưng họ không tin thì làm gì nhau đúng không à thì á à, upline có nói là mày hãy kiên trì trong một năm trong nó ok tôi sẽ làm thử một năm à, kiên trì trong một năm upline nói được trong một năm á thì mày phải đảm bảo làm một cái việc này thứ nhất là đi center một tuần hai buổi thứ hai là hãy cố gắng làm em quay hãy bán hàng khi có thể bảo trợ khi có thể cứ cố gắng làm những cái gì mà mình có thể và kiên trì trong một năm chứ không phải là ký cái thẻ ở trong em quay một năm thì gọi là làm em quay một năm rất nhiều người bây giờ mình sẽ dùng cái chữ là tôi làm em quay tôi mới làm em quay các anh chị nghĩ coi mình làm cái gì so với cái công việc mà chúng ta đi làm mà mình kiếm tiền lương tháng đó thì cái thời gian mình bỏ ra cái cái năng lượng cái công cái cái công sức mà mình bỏ ra cho em quay nó có nhiều bằng cái công việc mình đi làm không Ví dụ như bây giờ lương của mình một tháng 10 triệu. Các anh chị làm cỡ nào thì có một tháng 10 triệu. Như vậy thì mình muốn là muốn lên Platinum, muốn lên 21%, Platinum muốn lên Emerald Diamond. Vậy cái thời gian, cái công sức, cái kiến thức, cái mà mình bỏ ra đó cho em quay, nó có bằng với cái việc mà mình đi làm đó không? Nó không bằng đúng không ạ? Cho nên đó là lý do tại sao cái thành quả nó chưa có tới. Đó. Thì đúng là như vậy các anh chị thì châu ở trong em quay được đó gần một năm như vậy thì hoàn toàn mình hiểu ra và mình đưa ra một cái quyết định đó là mình sẽ làm một cách nghiêm túc cho nên là cần ở mình là cái thái độ của một cái người làm chủ cần ở mình là một cái tâm thái luôn luôn học hỏi và cái thứ ba phải hiểu được rằng là kinh doanh này là lâu dài thì á, mình lâu dài không có nghĩa là ở lâu bao nhiêu cũng được nhưng mà là phải cố gắng phải làm việc và đừng có nôn nóng cứ bình tĩnh bởi vì những cái gì các anh chị đang trải qua upline của các anh chị những người làm lên diamond họ đều trải qua hết rồi cho nên là các anh chị đang đi trên con đường đó thôi chứ không có gì sai lệch không có gì khác biệt đâu rồi, chỉ cần là tin tưởng làm kiên trì kiên nhẫn làm được không ạ à? rồi thứ ba là cái kinh doanh lâu dài đúng không rồi cái thứ tư mình phải hiểu rằng là kinh doanh em quay là kinh doanh nó là gọi là win-win business cháu thích cái này ghê luôn á tại vì á rất là khó để mà mọi thứ nó win win các anh chị, rất là khó. Thì win win là ai? Ví dụ như ở trong cái mô, cái mô hình kinh doanh của mình nè, gồm có những cái đối tượng nào? Thứ nhất là công ty em quay, đúng không? Thứ hai là nhà phân phối. Nhà phân phối thì có upline mình, có mình có downline mình, đúng không ạ? À? Có downline mà những người là nhà phân phối á, tất cả những người là nhà phân phối mình gọi là nhà phân phối. Cái đối tượng thứ ba là khách hàng. Đúng không? Ba đối tượng đúng không? Công ty nhà phân phối và khách hàng. Tại sao gọi là win win? Thường á nó phải có người được người mất. Rất là khó để mà gọi là win win được. Vậy thì mình phải ngồi mình phân tích mình coi thử là tại sao mà là win win? Vậy thì cái đối tượng mà yếu nhất quan trọng nhất trong cái hệ thống này, công ty, nhà phân phối, khách hàng. Gọi là quan trọng thì ai cũng quan trọng hết đúng không? Nhưng mà không có cái đối tượng này thì không thể có đối tượng kia đó thì ví dụ mình cho là ba, ba đối tượng này này thì đối tượng nào quan trọng nhất có phải là khách hàng không vậy thì khách hàng là quan trọng nhất nhưng mà nếu khách hàng không sử dụng sản phẩm khách hàng không được lợi khách hàng không hài lòng ok sản phẩm anh tốt phục vụ anh tốt nhưng mắc quá tôi không mua thì kinh doanh được không không thể đúng không anh chăm sóc tốt cái gì cũng tốt nhưng sản phẩm anh không tốt có làm được không không thể được đúng không ạ à? vậy thì khách hàng đầu tiên phải có lợi cái đã khách hàng được ai chăm sóc được nhà phân phối chăm sóc nhà phân phối trực tiếp mua hàng từ công ty bán thẳng chăm sóc thẳng tới khách hàng nhưng nếu nhà phân phối làm việc làm việc tốt nhưng không có lợi thì nhà phân phối có làm không không có một cái nguồn thu nhập hợp lý được trả công sức tương xứng với cái, cái được 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 trả à, trên cái công sức mình bỏ ra thì nhà phân phối có làm không không là vậy thì nếu công ty tôi làm ra sản phẩm tôi chăm sóc cho nhà phân phối anh tôi trả thưởng cho anh nhưng mà tôi làm tôi lỗ thì anh có bền được không không thể đúng không ạ à? cho nên cái kinh doanh này là win win như vậy mối quan hệ giữa upline và downline có win win không cái người bảo trợ và cái người tuyến dưới đó có win win không tôi anh bảo trợ tôi vô tôi làm cho anh hưởng chứ gì các anh chị tìm hiểu cái hạt kinh doanh đi trời nó hay dễ sợ các anh chị biết không ví dụ như cho nói trong hệ thống của châu à rất là nhiều nhóm đúng không nhưng mà cho nói đơn cử là châu có hai nhánh châu có hai hệ thống một hệ thống là chị phi phương là CEO của một cái cái tập đoàn mà chỉ quản lý một, một ngàn mấy nhân viên mà chỉ quản lý một cái tập đoàn mà 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 về thời trang nổi tiếng lớn của việt nam và anh phạm hùng là một cái nhánh nữa anh phạm hùng là tiếng tiếng trên của thi đó là anh phạm hùng là emerald chị phương là diamond à, anh hùng là emerald hai người đó đều là từng xuất thân đều là xuất thân ceo đều là quản lý doanh nghiệp và họ là những cái người mà xuất phát điểm là gốc tài chính à, dân tài chính và họ rất là giỏi các anh chị nghĩ coi nếu mà họ làm mà để mình hưởng họ làm mà không có phe họ làm bao nhiêu cũng không thể qua mặt được mình thì họ có làm không? Họ không thể đúng không? cũng vậy thôi. Nà, mình làm cái gì cũng được. Con người ta rất là thích cái sự công bằng mà. Cho nên là khi mà tìm hiểu được rằng là cái chế độ trả thưởng của em quay nó rất là fair, nó rất là công bằng. Khi mà bạn chưa làm được gì thì bạn không có thu nhập. Bạn chưa làm được gì thì có tiếng trên hỗ trợ. Bạn làm được 6%, bạn làm được 9%, 12%, upline bạn hỗ trợ bạn khác nhiều. Đúng không ạ? À? Và những cái gì mình trải qua thì sau này tất cả mọi người đều đi con đường giống nhau hết châu cũng từ không phần trăm mà đi lên chứ đâu phải tự nhiên đùng cái lên đai mình đâu ai cũng vậy hết mà đúng không cho nên mình tìm hiểu cái chế độ trả thưởng của em quay mình thấy trở nó công bằng ơi sao nó công bằng nó hay dữ vậy ai mà nghĩ ra cái kế hoạch kinh doanh hay dữ vậy cháu nhớ hồi mà cháu lên Emero xong đi ra Hà Nội dự một cái buổi ra mắt cái sản phẩm mới là cái Pure đó hồi xưa cái bộ mỹ phẩm Pure thì bữa đó cháu được nghe hai vợ chồng một cặp Emero ở ngoài Hà Nội là ông giáo sư gì ông dạy toán của trường trường đại học Hà Nội á ông lên ông chia sẻ là ban đầu ông phản đối vợ ông tìm hiểu làm em và ông phản đối cái sau là bà vợ mới nói ông là anh giỏi toán vậy anh 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 anh, anh, anh rành tính toán vậy anh tìm hiểu cái kế hoạch kinh doanh đi nó không hai chỗ nào nó dở ở chỗ nào ông phải muốn tôi không làm thì ông phải thuyết phục được tôi chứ coi thử nó 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 dở ở chỗ nào để ông nói tôi bỏ chứ thì ông đó tự nhiên quên cái tên ông thầy về nhớ cái mặt mà quên cái ông thầy cái cái bà vợ ông tên là bà Hà còn ông tên gì tự nhiên quên mất tiêu rồi cái uh, ông nói là ông muốn ông phân tích cái chế độ trả thưởng của em quay ông tìm hiểu xong và hôm đó đó ông mới nói là ở trên sân khấu đó ông nói một câu mà tôi nghe tôi nhớ hoài luôn ông nói gì nè thấy rằng là cái chế độ trả thưởng của em quay cái kế hoạch trả thưởng cái marketing plan á cái mà các anh chị thấy từ 6 từ 3 cho tới 21 phần trăm rồi emerald diamond là các loại hoa hồng đó ông nói là tìm hiểu ra mới thấy cái, cái cái kế hoạch trả thưởng của em quay là nó quá tuyệt vời nó nhân văn nó hay mà ông có thể gọi là một cái kỳ quan nhân tạo ông dùng cái chữ đó luôn và khi mà ông đã phát hiện ra được ông thấy được cái mô hình trả thưởng của em quay ông hiểu giống như là một cái kỳ quan nhân tạo đó thì hai vợ chồng ông, ông, dùng cái câu là hai vợ chồng tôi là phối hợp với nhau như một cặp tiền đạo ăn ý đó. cho nên là đừng có coi thường cái kế hoạch kinh doanh em quay nha các chị đừng có mặc dù là không bỏ ra tiền để mà không hề tốn kém cái gì để mà sở hữu được có 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 quyền để mà kinh doanh cái này mà coi thường nó nha các anh chị các anh chị phải tìm hiểu và thấy được cái cái đẹp của cái kinh doanh này cái hay của cái kinh doanh này mà ai mà thấy được điều đó tận dụng cái điều đó và làm được biến nó thành một cái hiện thực cho mình đó thì các anh chị mới thấy được cái giá trị đó cho nên là hãy hiểu kế hoạch kinh doanh em quay đó và thấy được rằng là em quay là kinh doanh có thể làm lâu dài có thể làm lớn có thể làm bền có thể thừa kế được nó có thể đem lại cái sự đảm bảo được và em quay là kinh doanh công bằng không bằng, công bằng thì ai mà làm ông vũ làm gì mà ông bỏ ông chị ông làm chị bình làm sao chị bỏ ông chị chị đi chị chỉ có thể mà bỏ thời gian ra mà để lựa chọn cái kinh doanh này ông quân mất gì ông làm không ai làm hết không ai ngu hết các anh chị không ai ngu hết đời này không có ai ngu hết trơn á cho nên là phải hiểu phải biết được những cái cái giá trị này cái, cái cái, cái những cái quan điểm này thì mình mới có thể bắt đầu mình mới có thể kinh doanh tốt được rồi à, một cái thứ năm, cái yếu tố thứ năm mà cho chia sẻ đó là em quay là nhượng quyền kinh doanh cá nhân. Ừ, những cái này hồi nãy giờ à, cho chia sẻ với các anh chị là những cái mà tôi nói là đỉnh của chóp nếu mà các anh chị mà hiểu em quay ha gọi là đỉnh của chóp cho nên tại sao mà tôi ai đố ai lâu tôi ra khỏi em quay đó, đố ai mà đem cái mô hình gì cái công ty gì đó mà rinh tôi ra khỏi em quay đó ai mà đi khỏi em quay á, là tôi nói các chị là không hiểu gì luôn các chị không biết gì hết em quay là nhượng quyền kinh doanh cá nhân các chị có biết nhượng quyền kinh doanh là gì không cái FC để các chị mua cái quyền kinh doanh đó là bao nhiêu đúng không ạ nhưng mà cái chuyện tại sao chị Phi Phương anh Phạm Hùng họ là mặc dù họ là những người là đi làm thuê mà cấp cao và họ làm việc cho những cái tập đoàn thương hiệu lớn mà uh, mua lại những cái những quyền thương hiệu từ nước ngoài ví dụ như Burger King này là chị phi công ty phương với anh hùng là làm cái cái tập đoàn mà uh, kinh doanh Burger King ở Việt Nam hoặc là cái gì um, cái gì mà gà đó ở góc đường lê dẫn uh, ông đức nó có một cái đó yes, uh, gì đó nói chung là mấy cái thương hiệu là um, à, À, mấy cái thương hiệu về về những quyền Rồi những cái hàng độc quyền Ví dụ như Nike, à, Banana Republic Hay là Tommy Hilfiger, Levi à, Rất là nhiều những cái thương hiệu CK Tại sao mà họ lại Rất là trân trọng cái kinh doanh này Các anh chị biết không New July số 1 thế giới à, Artistry top 10 Đúng không ạ à? Home care, personal care Các anh chị tìm thử đi có cái thương hiệu nào tôi nói thôi ở Việt Nam mình bây giờ cái 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 có ba cái nước rửa chén lau nhà EOC à, Drop đó các anh chị tìm ra đối thủ có không không nhưng mà các anh chị biết không? để mà họ có thể độc quyền kinh doanh hàng Nike ở Việt Nam họ phải có vốn đối, đối ứng bao nhiêu không để các anh chị mở một cái cửa hàng Burger King một cái KFC mình phải có cái vốn là bao nhiêu không nhưng mà em quay là nhượng quyền kinh doanh tại vì sao gọi là những quyền kinh doanh có phải các anh chị hoàn toàn là copy cái mô hình kinh doanh về sản phẩm cách thức tất cả mọi thứ đúng không ạ nhưng mà khi mà mình đã mua cái quyền kinh doanh đó rồi thì mình có thể bán cái quyền kinh doanh đó cho người khác mình có thể phát triển nó ra không có giới hạn cho nên là cho nói những cái chữ này thôi nhưng các anh chị hãy tìm hiểu tiếp ha em quay là dự quyền kinh doanh cá nhân đó là một cái hình thức như vậy cực kỳ tuyệt vời và cái tiếp theo, một cái ý tưởng nữa đó là kinh doanh em quay là network marketing. Có nghĩa là gì ạ? Tiếp thị mạng lưới. Như vậy có nghĩa là công việc của mình là xây dựng một cái hệ thống người tiêu dùng và nhà phân phối. Công việc của mình là xây dựng một cái hệ thống người tiêu dùng và nhà phân phối. Có phải là ai sở hữu mạng lưới là người đó giàu không? Có gì ai mà có được mét là người đã giàu đúng không điện lực nè nước nè rồi siêu thị những cái ví dụ như vinmart này kia tại sao mà mình vô các họ làm cho mình cái thẻ thành viên tích điểm cho mình ai cũng mong muốn được sở hữu một cái hệ thống khách hàng hết ai cũng mong muốn được sở hữu một cái mạng lưới hết net um, facebook các anh chị cũng thấy rồi đúng không ạ những cái điều này là bây giờ nó rất là phổ biến ai cũng có thể nhìn thấy như vậy em quay của mình là mình xây dựng một cái hệ thống người tiêu dùng và nhà phân phối thật À, như vậy thì gọi là network mạng lưới thì cái mạng lưới của mình là con người mình là upline mình đây mình có upline mình có downline mình có sideline đó là những người tuyến bạn của mình rồi mình có một cái hệ thống thôi bây giờ mình nói là từ upline của mình đã xuống đi và từ mình đã xuống đi là nó sẽ có rất là nhiều con người như vậy thì ngoài cái việc là cái quyền lợi của mình là mình có cơ hội xây dựng một cái hệ thống người những cái con người làm việc với nhau tiêu dùng và kinh doanh nhà phân phối kinh doanh thì cái việc của mình ngoài cái chuyện là mình có một cái hệ thống như vậy là mình sau này dựa trên cái doanh thu này kia mình có thể có hoa hồng có thu nhập nhưng đồng thời mình cũng phải hiểu được rằng là mình phải học cách làm việc với con người tính của mình ok tôi là người điềm đạm tôi thích cái sự nhẹ nhàng À, tôi thích những cái con người mà à, thành thật nói chuyện với nhau một cách nó dịu dàng nhẹ nhàng tôi quen với bạn bạn cũng là cái người giống cá tính của tôi là tôi có thể nói chuyện với bạn rất là tuyệt vời nhưng mà bạn lại có một cái đứa em nó không phải là cái người quen trực tiếp của tôi hoặc là một cái người bạn đồng nghiệp không phải trực tiếp tôi cái người này tính tính tình cũng cực kỳ tuyệt vời nhưng mà cái người này là cái tính họ nó sẽ thích thể hiện họ rất là vui vẻ họ thích năng động họ hướng ngoại họ không có hướng nội như tôi Đúng không? Cho nên là các anh chị đang hiểu ý cho không? Nghĩa là trong cái hệ thống của người này Nó sẽ có rất rất từ từ Mình sẽ không biết được đâu Là từ từ nó sẽ có rất 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 là nhiều người Cùng tham gia cái hệ thống với mình Và mình sẽ từ từ mình học cách Làm việc cùng với à, những con người khác nhau à, Ban đầu mình là nhà phân phối mới Mình sẽ làm việc với offline của mình Chỉ có một vài người Offline mình sẽ có một vài người à, Mình cũng từ từ có một vài người Thì mình sẽ học cách làm việc Học cách à, ứng xử phối hợp hợp tác với những cái con người nhỏ nhỏ từ cái nhóm nhỏ nhỏ rồi từ từ bắt đầu cái hệ thống nó lớn lần lên thì các anh chị sẽ học cách phối hợp làm việc với những người đó các anh chị nói bây giờ cái chuyện này nó 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 nói thì nghe nó hình thức ha nó đơn giản như vậy nhưng mà từ từ đi là sẽ biết và chia sẻ với các anh chị một câu rằng là ở trong em quay á bảy phần à ba phần là học làm kinh doanh thôi nhưng mà bảy phần là học làm người đó nó Ôi, chứ tôi không phải là người sao còn đi học làm người <laughs> nó ngộ lắm các anh chị từ từ, từ 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 bình tĩnh ha nhưng mà nó rất là vui nó rất là thú vị vì các anh chị sẽ tiếp xúc với nhiều người khác nhau nhiều cái tâm thái khác nhau cho nên là mình sẽ học cách à, hợp tác để hiểu lắng nghe người khác các anh chị sẽ hiểu bản thân mình hơn hiểu người khác hơn và học cách phối hợp với nhau là như vậy cho nên là à, học cách từ từ bây giờ ban đầu mình cứ phối hợp với offline mình trước đi và phối hợp với những người tuyến bạn à, đội nhóm nhỏ nhỏ của mình đó phối hợp thiệt là tốt sau này mình sẽ học những cái cách đó và mình phối hợp ra mình làm việc với những cái nhóm của mình lần lần đó thì cái network nó là như vậy thứ bảy là ở trong em quay hãy làm những điều đúng thôi à, làm những điều đúng là gì ok tôi học kinh doanh rồi tôi biết phương pháp kinh doanh rồi tôi biết cách nghĩ làm em quay rồi nhưng làm những điều đúng là sao đó cho mới nói ở trên là vì cái network mà con người mà và những cái đối tác ví dụ như là với công ty em quay với apply với downline của mình thì làm những điều đúng có nghĩa là sao à, làm theo quy tắc ứng xử đó công ty em quay có một cái bộ quy tắc ứng xử thì mình sẽ cùng làm theo những cái điều đó mình mới vô em quay đúng không mình rất là hào hứng mình thấy ai mình cũng muốn bảo trợ mình mở mình mình rủ bạn mình bạn mình đó ta mới vừa đăng ký thẻ bên kia thôi mày bỏ bên kia đi mình qua đây mày làm với tao không được các anh chị ha rồi có mình 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 đang đối chuyện với bạn của mình em bây giờ hay lắm làm em quay hay lắm cái bạn mình nói ờ, chị tao đó bà rủ tao hoài mà tao không làm chị ruột trong nhà đó bà rủ tao hoài tao không làm thôi mình đừng có làm với bạn mày làm với tao đi cũng không được nên khuyên họ à, nên tìm hiểu làm với chị của họ nếu chị của họ đang có mục tiêu đang làm nghiêm túc thì cái kinh doanh này là gia đình cho nên là ví dụ những cái yếu tố như vậy đó là mình sẽ tìm hiểu rồi làm ai mà qua mình nó mày qua đây mày làm với tao các anh chị nghĩ coi, mình đang hiểu em quay, mình đang rất là hào hứng em quay. Ai là làm cho các anh chị từ từ mà hiểu, ai làm cho các anh chị từ từ mà mới nhận ra được cái giá trị. Để bữa nay bạn mình nói một câu ngọt sớt cái mình hiểu em quay liền. Có phải upline của mình là cái người bảo trợ của mình đúng không ạ? À? Cho nên là không thể nào mà mình mình bỏ mà mình đi như vậy được. Ví dụ như vậy. Cho nên làm những điều đúng là gì? Em quay còn là làm người nữa mà. Cho nên là những cái gì mình không muốn người khác làm với mình thì mình cũng đừng làm với người ta. Đó, cái nguyên tắc nó đơn giản như vậy thôi Mà tìm hiểu những cái quy tắc ứng xử Để làm những điều đúng à, Không có bán hàng phá giá Không có lôi kéo Không có nói quá sự thật về công việc kinh doanh Hay là về sản phẩm Những cái điều đó các anh chị sẽ học hỏi Trong cái quá trình mình làm việc với Upline Rồi học hỏi những cái chương trình từ công ty Để mình có kiến thức, mình biết Có phải không? Mình làm cái này làm chủ mà Cho nên mình phải hiểu hoàn toàn những cái công việc Liên quan tới cái em quay mình làm Đó, nó là như vậy thủ ứng ờ. xử và làm sao mai mốt mình là đai minh mà trước sau mình làm em quay trước sau mình cũng lên đai minh anh chị biết tại sao mà một đai minh á mà người khác họ cảm thấy họ chúc mừng họ rất là vui vẻ không tại vì á để mà làm em quay á các anh chị không có ai làm thuê cho mình hết trơn đao like của mình không ai là cái người làm thuê cho mình không có ai mà mình bắt họ phải nghe lời mình không đừng ghi nữa hạ đạt đi À, mình tin tưởng nhau là mình phối hợp với nhau để mà mình cùng làm việc và trên cái tinh thần là tôn trọng nhau. Em quay có một cái thách thức duy nhất một người duy nhất mà các anh chị cần phải chiến thắng phải vượt qua không phải là đối thủ nào hết chỉ là chính mình thôi. Đó. Cho nên là cái kinh doanh này để thành công là mình thực ra mình vượt qua chính mình mỗi ngày mình chiến thắng chính mình mỗi ngày trở thành cái phiên bản tốt hơn của mình mỗi ngày thôi. Cho nên hãy làm sao mà khi mình lên diamond mình đứng trên sân khấu và những người ở dưới họ chia sẻ, họ vui mừng, họ chúc mừng với mình, họ tự hào về mình bởi vì mình đã làm những cái điều đúng đắn để mình có thể thành công trong cái kinh doanh này. Được không ạ? À? Cho nên là hãy luôn luôn làm những điều đúng trong cái kinh doanh này. Đó, nó là như vậy. Rồi, một cái cuối cùng, yếu tố thứ 8 mà cho muốn chia sẻ với các anh chị đó là em quay là American share. À, chia sẻ chi phí. Có nghĩa là sao? À, những cái gì nó liên quan tới cái chi phí của mình thì mình tự chịu trách nhiệm lấy à, ví dụ như là mình hẹn nhau đi uống nước với uh, trong đội nhóm em quay vậy đó mấy người làm em quay rủ nhau đi ăn đi uống đi chơi với hoặc là để nói chuyện thì chi phí của ai người đã trả tôi có tiền tôi kêu ly kem tôi ăn tôi ít tiền tôi kêu chai nước suối 10 ngàn tôi uống và tôi trả cái chi phí cho mình chứ bây giờ nói upline là người phải trả tiền nó, ai làm em quay ai dám làm em quay ngồi với nhau bao nhiêu buổi nó mới ra vấn đề tiền đâu trả nổi đúng không các anh chị? Đó, cho nên là mỗi người sẽ chịu cái chi phí của mình. Đó, ví dụ như đội nhóm mình cùng tổ chức họp hành hay là à, làm cái gì đó mà nó có kinh phí đó thì mình cùng chia sẻ cái chi phí với nhau là mỗi người chịu một chút cho nên nó mọi thứ nó rất là nhẹ nhẹ nhàng. Đúng không? để dạo xếp xếp trả tiền cho ai trả tiền. Đúng không? Rồi À, một cái nữa cái đó là mình nói là cái chuyện ở ngoài đúng không cái thứ hai là kinh doanh em quay á là tại sao mình gọi là không cần vốn lý nhiều tại vì mỗi người sẽ chỉ là lo cái phần kinh doanh của mình thôi chứ không phải mình là upline thì mình mua hàng cho downline mình bán rồi từ từ downline mình bán xong mới trả tiền cho mình kinh doanh kiểu đó nó như truyền thống rồi nó kiểu truyền thống rồi đúng không cho nên là mỗi người ai có vốn đủ để mà bán nước rửa chén thôi thì mua nước rửa chén về mà xài mà bán ai có thể làm bộ happy meal bữa ăn sáng như, như, như hạnh phúc hay là à, bộ body key thì có thể dùng body key và kinh doanh body key mình chưa có tiền thì mình làm cái nhỏ trước mình tích lũy lần lần mình sẽ làm cái lớn sau đúng không ạ cho nên là mỗi người hãy tự lo cái kinh phí cái phần của mình không cho mượn hàng không có um, mượn tiền giữa upline và downline. Đó, chừng nào trở thành con nợ cái là coi như mất bạn mất kinh doanh luôn. Cho nên nói thẳng ra nói thiệt mình nói ngay từ đầu luôn cho nên mọi người sẽ dễ hiểu. Mình có tới đâu thì mình làm tới đó. Em quay á cháu rất là thích cái ý tưởng này nè. À ví dụ kinh doanh truyền thống là một người phải nỗ lực 100% thì mới ra cái kết quả công việc là 100%. Thì em quay lại gì? 100 người, tại vì mình là network mà, nên mình có 100 người, chỉ cần mỗi người một phần trăm thôi, thì kết quả nó cũng là 100 phần trăm. Như vậy thì chỉ cần mỗi người nỗ lực cái một phần trăm của mình thôi, làm cho thiệt là tốt cái một phần trăm của mình thôi, từ từ mình xây dựng cái hệ thống, thì hệ thống của mình nó sẽ là 100 phần trăm. Nhưng mà hãy cố gắng làm tốt cái một phần trăm của mình, và mình sẽ có đội nhóm, mọi người sẽ phối hợp với nhau, kết hợp với nhau, và nói về cái vấn đề là kinh phí nói về cái vấn đề tiền bạc hay là tiền vốn hàng hóa thì các anh chị hiểu rõ cái chuyện này đó là gì Mạnh ai nấy làm được không ạ à? kiểu như vậy đó cho nên là như vậy thì nó mới khỏe được chứ bây giờ tôi là một sinh viên mới ra trường và bây giờ tôi đang có khó khăn về kinh tế thì làm sao mà tôi có thể mua hàng mà đưa hết cho mọi người bán được tôi chỉ có thể bán được cái phần của tôi thôi và tôi chia sẻ với anh cơ hội kinh doanh em quay anh tham gia anh thử trải nghiệm sản phẩm anh dùng hàng anh thấy tốt thì anh kinh doanh và anh mua những sản phẩm mà anh nghĩ rằng anh có thể bán được đó để anh làm như vậy thì mọi thứ nó dễ sòng phẳng và nó có thể là nó mới có thể lâu bền được đó giúp nhau là chia sẻ với nhau kiến thức động viên nhau à, khuyến khích nhau đồng hành với nhau chia sẻ với nhau những cái khó khăn trong công việc đó như vậy đó là mình có thể là là là, là làm được cái kinh doanh này rồi đó, thì đây là một số những cái quan niệm mà cho chia sẻ cho các anh chị nó luôn luôn đúng với tất cả mọi người luôn chỉ cần là mình thường xuyên nỗ lực làm việc chăm chỉ làm việc và à, mình áp dụng những cái cách nghĩ đúng ở trong cái kinh doanh này thì sẽ thành công thôi à, đó, cho nhắc lại nè thứ nhất là làm chủ đúng không kinh doanh này là do mình à, chịu trách nhiệm về thành công hay thất bại là của mình lớn nhỏ là do mình quyết định thứ hai là học hỏi học tập luôn luôn giữ cái tinh thần học tập học từ mọi cái nguồn mà upline mình hướng dẫn giới thiệu thứ ba là cái em quay là kinh doanh lâu dài đó mình sẽ làm ít nhất xác định đã làm thì 3 tới 5 năm là ít nhất thứ tư là kinh doanh này là kinh doanh công bằng tìm hiểu đi tại sao gọi là công bằng đó thứ năm em quay là một cái hình thức nhận quyền kinh doanh cá nhân thứ sáu em quay là kinh doanh network là một cái kinh doanh mạng lưới ở đây công việc của mình là xây dựng một cái mạng lưới, một cái hệ thống người tiêu dùng và nhà phân phối. Đó, cho nên mình sẽ học cái cách làm thế nào để làm cái điều đó. Rồi, thứ sáu là ở trong em quay, mình chỉ làm những điều đúng. Mình sẽ luôn luôn tuân thủ quy tắc ứng xử của em quay. Những cái gì chưa hiểu rõ, hãy hỏi apply của mình. Được không ạ? À? Và thứ tám là chia sẻ chi phí American Share, chia sẻ chi phí từ cái chi phí mà những cái mà liên quan tới công việc và hàng hóa, tất cả mọi thứ. Mình sẽ chia sẻ với nhau đó thì đây là những cái điều mà châu chia sẻ với bất kỳ nhà phong phối mới nào khi mà mình à, họ tham gia thì mình phải đều nói những cái điều này cho mọi người biết đó thì lúc đó khi mà hiểu xong rồi thì có phải kêu đi học hay là tham gia những cái buổi học này kia mọi người sẽ rất là dễ hình dung đúng không ạ à, ok tôi muốn thành công thì tôi phải học thôi chứ không ai học dùm cho mình hết đúng không ạ thành công là do tự mình quyết định cho nên đây là một số cái điều mà châu muốn chia sẻ với các anh chị tối hôm nay anh chị nào có thắc mắc gì nữa không? Cảm ơn chị Châu rất là nhiều à. à, cả nhà mình cảm ơn chị Châu bằng một trang số tám đi à, mọi người có câu hỏi à, có thể giơ tay à, để 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 phát biểu ha hoặc là mọi người có thể nhắn vào khung chat mọi người tranh thủ cơ hội nha mọi người. Ok ha như vậy thì mọi người hiểu hiểu ý ha. thì có phải là những cái những cái 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 thông tin này, à, những cái quan niệm cái cách nghĩ này có phải là phù hợp với công việc kinh doanh của mình không ạ? À, cho nên là mình nghĩ đúng thì mình sẽ làm đúng. Cái, cái 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 hành động nó phải đến từ cái cái nghĩ đó. Đúng không? Cái hiểu, cái nghĩ đã nghĩ đúng thì nó sẽ dẫn tới cái hành động đúng. Còn mình hiểu sai, mình nghĩ sai thì mình sẽ làm nó sai đi. Đó, cho nên ngay từ đầu à, mình chia sẻ với nhau thoải mái, thẳng thắn, nói rõ mọi chuyện. Đó, rồi mình đồng ý điều kiện cái gì nó cũng có thành cái điều kiện hết các anh chị. Đó, bóng đá đúng không? Bóng đá thì anh vô trong cái 16 mét 50 mà anh dùng tay phát là anh anh, anh anh phải phải chịu phạt đền thôi, đúng không ạ? Đụng tay vô bóng cái là anh phải chịu phạt đền thôi. Có cách nào khác đâu. Đó là cái điều kiện. Thì kinh doanh của mình nó cũng có những cái điều kiện như vậy. Thì việc của mình là hiểu đúng và làm đúng. Thành công có điều kiện thì mình phải, nếu mình muốn thì mình phải tuân thủ thôi các anh chị muốn học đại học bách khoa thì phải thi môn nào để mới vô được đúng cái chuyên ngành mình học đúng không? rồi phải học làm sao mới ra được cái trường chứ đâu phải vô được trường là chắc chắn sẽ có bằng đâu mà có bằng đại học đâu phải mình sẽ thành công có công an việc làm nghiêm chỉnh đúng chuyên ngành đó đúng không? Yeah. cho nên là đây là công việc kinh doanh làm chủ muốn thành công thì phải học cái đa và phải làm những cái điều đúng nghĩ đúng làm đúng thì thành công được ok tối nay như vậy thôi ha